Mình mời các bạn cùng vào bếp làm một món ăn, đó là một món ăn làm từ khoai môn mà trẻ em rất là yêu thích. Cái vỏ bên ngoài thì giòn rụm luôn, còn bên trong thì mềm và béo, thơm ngon nữa. Mình có hai củ khoai môn khoảng 1 ký á. Nếu các bạn nào không có khoai môn hoặc là không thích khoai môn thì mình dùng khoai tây á, khoảng 1 ký khoai tây, hấp cho chín, gọt vỏ cắt mỏng mỏng, cắt nhỏ ra rồi hấp cho chín rồi tán nhuyễn, dùng cái cây để tán khoai tây á, mình tán cho nó nhuyễn ra. Có bột 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 chiên chuối, chiên tôm á, hoặc là bột pha sẵn để chiên á. Đây là bột bánh mì, để mình áo bên ngoài cho nó giòn á, rồi bột chiên xù á. Rồi mình có khoảng 1 cup bột chiên giòn, rồi 1 muỗng canh bột gạo, 1 muỗng canh bột bắp. Mình trộn tất cả bột với nhau cho nó đều, bột gạo với bột bắp để cho cái bột nó giòn hơn. Rồi tôm mình xào sơ với hành lá hoặc là củ hành, thịt mình cũng ướp rồi xào sơ, bắp mình cũng xào sơ cho nó chín chút xíu. Rồi hành lá với ngò ngò gí mình cắt nhỏ. Rồi cà gót thì mình cắt nhỏ rồi mình để vô lò vi sóng khoảng 2 phút cho nó chín, rồi tất cả mình trộn với nhau. Mình trộn tất cả với nhau hết, dùng bao tay trộn, mình dùng tay trộn nó sẽ đều hơn. Mình trộn bằng đôi đũa hay là giá thì nó không có đều. Mình cho khoảng 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê đường và 1/2 muỗng cà phê muối, và 1 muỗng cà phê dầu hào, 2 muỗng canh bột bắp, để cho cái bột nó dính nhiều hơn đó, cho cái nhân mình nó dính với nhau nhiều hơn đó. Mình trộn tất cả lại với nhau, mình nêm cho nó vừa ăn nha các bạn. Mình nêm đúng gia vị của gia đình mình. Rồi giờ mình nhìn thấy rất là ngon luôn nè, nó màu nhìn rất là đẹp luôn. Bây giờ mình dò viên nha, mình để cái tô để cho nó gọn gàng. Rồi bây giờ mình dò viên nè, dò từng viên. Mình dùng cái bột bắp để mình thấm cái tay cho nó đừng có dính á, chứ khoai môn nó dẻo lắm, nó dính. Rồi mình dò đã xong rồi, mình dò viên đã xong, mình dùng cái bột bắp mình phủ phủ lên cho nó đừng có dính với nhau. Mình có 3 cái trứng gà, mình đánh cho tan ra nha. Mình để cái nhân vô trong cái bột chiên giòn nè cho nó thấm vô, rồi để qua hộp gà, để qua cái chén hộp gà để cho nó ướt á. Rồi đặng mình thấm vô cái bột bánh mì đó, để vô cái bột bánh mì khô nè cho nó dính vô đó. Mình làm cho nó đừng có rớt ra nhiều, mình bóp bóp nó chút xíu. Rồi đó, các bạn cứ làm tiếp tục cho đến khi hết nha. Mình làm một mớ trước rồi, bây giờ nó vàng rồi, giờ mình hết rồi, mình vớt ra hết rồi, màu rất là đẹp luôn. Bên ngoài thì giòn gụm luôn, bên trong thì mềm và béo thơm ngon, rất là ngon. Video của mình xin kết thúc ở đây, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.